Xin chào anh chị. Hôm nay tại showroom của Hyundai Bắc Ninh thì em xin giới thiệu về cái chủ đề cho anh chị, đó là những cái chiếc xe hot mà có sẵn ở Hyundai Bắc Ninh bên em mà đang được chào bán và giao luôn. Thì anh chị có thể thấy là trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Santa Fe, đó phiên bản giàu cao cấp màu đen. Thì chiếc xe này Hyundai mà động cơ dầu nó vẫn là nổi tiếng và có thương hiệu ghê gớm trên toàn thế giới, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ khỏe khoắn. Đó là ưu điểm của động cơ dầu Hyundai. Thì chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp bên em hiện tại đang được chào bán với cái giá niêm yết là 1 tỷ 340 triệu, nhưng hiện tại thì chiếc xe vẫn rất là hot, cho nên là cái giá đại lý bán ra cũng có thay đổi một chút. Thì anh chị có quan tâm về chiếc Hyundai Santa Fe này thì anh chị có thể gọi cho em qua số điện thoại em để trên màn hình. Những cái công nghệ nổi trội của chiếc Hyundai Santa Fe có thể kể đến đó là công nghệ đèn chiếu sáng thông minh, đó là công nghệ tự động cụp đèn pha khi mà gặp xe ngược chiều. Vâng, ở trên cái mặt ca lăng sáng bóng này thì anh chị có thể thấy là có chiếc camera 360 và một chiếc radar, đó là hỗ trợ cho công nghệ kiểm soát hành trình chủ động SCC. Công nghệ này khi mà anh chị cài đặt thì chiếc xe của mình có thể là giữ khoảng cách so với xe phía trước và giữ khoảng cách với nhiều giải khoảng cách cài đặt. Em ví dụ như là từ độ khoảng 30, 35, 40, 45 mét đó, và chủ động phanh hoặc là chủ động tăng tốc khi xe phía trước, phanh giảm tốc độ hoặc là tăng tốc. Đó là cam 360 rồi. Còn đến những công nghệ như là hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống cảnh báo lệch làn, báo cảnh báo phương tiện và tự động phanh khi có phương tiện cắt ngang phía sau ở khoảng cách 1,5 m, hệ thống phòng tránh và tự động phanh khi gặp người đi bộ hoặc là phương tiện cắt ngang phía trước. Đó rồi thì trên chiếc xe này cũng được trang bị là sưởi ghế, xây ghế, hệ thống gài cầu điện tử thông minh H-Track ở các chế độ như là đi xình lầy, đi đường tuyết, đường trơn trượt. Ok, cùng tiếp theo là chiếc Tucson tiêu chuẩn màu trắng. Thì chiếc xe này đang được giới thiệu với cái giá niêm yết là 825 triệu, nhưng mà hiện tại thì chiếc xe cũng đang rất là hot. Cái giá cũng có thể thay đổi chính sách do tùy từng đại lý. Thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình để em tư vấn rõ về giá. Thì đây là chiếc Tucson hoàn toàn mới, đã được thay đổi diện mạo so với cả phiên bản tiền nhiệm về chiều dài, chiều rộng và chiều cao hoàn toàn vượt trội. Nó thậm chí còn có chiều dài cơ sở và chiều dài tổng thể tốt hơn những cái khúc xe 5+2. Em lấy ví dụ như là CRV, đối thủ từ trước đến giờ sừng sỏ là CX-5, thì nó hoàn toàn vượt trội về kích thước và công nghệ trên các phiên bản như là bản xăng đặc biệt, bản xăng turbo và bản giò đặc biệt. Đó. Về công nghệ nổi trội của chiếc Tucson bản tiêu chuẩn này thì xe được trang bị công nghệ đèn nổ từ xa. Đèn đủ xa. Đó. Còn trên những cái phiên bản xăng đặc biệt và cao cấp turbo thì công nghệ hoàn toàn là giống với cả xe Hyundai Santa Fe, cũng đầy đủ hệ thống Hyundai Smart Sense. Đó. Không thiếu một cái gì. Cũng có sưởi ghế, làm mát ghế, rồi thì loa Bâu, loa Harman Kardon,
review qua một vòng. Chiếc xe tiếp theo thì em xin giới thiệu đó là chiếc Tucson. Ở đây em xem là phiên bản Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt màu đen. Thì chiếc xe này có giá niêm yết là 925 triệu, nhưng mà hiện tại thì cái chính sách đại lý bán ra thì nó cũng có một chút gọi là thay đổi so với giá niêm yết. Thì cũng mong là anh chị liên hệ thêm cho em ở trên màn hình, số điện thoại trên màn hình, để em có thể tư vấn cho anh chị cái giá cho nó rõ hơn. Thì trên phiên bản xăng đặc biệt này thì nó vẫn là có cần số giống như bản xăng tiêu chuẩn, nhưng mà nó đã có những công nghệ vượt trội hơn. Đó là nó thêm hệ thống Hyundai Smart Sense, cũng giống như phiên bản Santa Fe em nói vừa nãy. Đấy, và thêm làm mát ghế, sửa ghế, sửa vô lăng, cam 360. Tucson sang đặc biệt nó cũng có công nghệ đèn thông minh này. Và đặc biệt trên dòng Tucson mới này đã được trang bị công nghệ là lên xuống kính bằng chìa khóa đó anh với anh chị nhé. Cái này rất tiện lợi cho những anh chị mà muốn hạ nhiệt của chiếc xe của mình vào những ngày nắng nóng, mà anh chị có thể xuống một chút kính thôi thì là cái nhiệt độ trong xe nó đã được khuếch tán ra bên ngoài rất là nhiều rồi. Tiếp theo nữa là chiếc Hyundai Accent đặc